Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. BCBG, Orange County Warehouse Sale. Trở lại với tất cả quý khán giả và bản tin Breaking News hiện nay. Xem ra, thưa quý vị, chuyện Brexit nước Anh rời khỏi châu Âu càng ngày càng khó khăn. Quý vị đang theo dõi các cuộc tranh luận dữ dội luôn. Và tin tức mới nhất là đài BBC đã mời bà Thủ tướng Theresa May cùng với người đối thủ của bà về chuyện Brexit. Bà thì muốn rời khỏi châu Âu, nhưng mà hiện nay những cái tiếng nói đối lập càng ngày càng gia tăng, và BBC xét thấy là người dân Anh Quốc và thế giới cần biết rõ về phía những người ủng hộ đó, họ đưa ra những biện pháp và giải pháp nào để tránh cho Anh Quốc rơi vào tình trạng phá sản, suy thoái. Bởi vì cho đến giờ phút này, các con số đưa ra đó, thưa quý vị, mà bên phía bà Theresa May đó đã không có chứng minh cụ thể là liệu rằng việc rời khỏi châu Âu có lợi. Bởi vì nếu không có lợi đó thì không ai làm cả. Thế thì tại sao ngay từ những ngày đầu tiên cái cuộc trưng cầu dân ý mà cho đến giờ phút này, thưa quý vị, những cử tri của Anh Quốc đó họ nói rằng nếu mà biết trước được những gì đã xảy ra đó thì họ đã bỏ no rồi. Mà lúc đó, đó họ đã chỉ được những cái người ủng hộ cho chuyện rời khỏi châu Âu đó tô vẽ lên một cái màu hồng. Nếu mà chúng ta rời khỏi đây, chúng ta sẽ được tự do, chúng ta sẽ kiểm soát được di dân. Bởi vì vấn đề di dân cũng là một cái đề tài chính khiến cho người dân Anh lo ngại. Nhưng mà đâu có đơn giản mà muốn rời bỏ một cái hiệp ước mà Anh Quốc đã từng ký kết. Mặc dù lúc mà ký kết đó, Anh Quốc vẫn giữ đồng tiền của họ là đồng pound. Nhưng mà bên cạnh đó, vấn đề di dân, vấn đề thuế má, vấn đề mậu dịch là hoàn toàn do quyết định của Brussels, tức là trụ sở trung ương của châu Âu ở tại Bỉ. Thì những người mà chống đối đó, họ cũng đưa ra những cái con số rất là mơ hồ. Họ chỉ muốn thuyết phục cho người dân Anh rời khỏi châu Âu. Lúc đó, từ những năm trước, thưa quý vị, chúng tôi theo dõi là các nhà phân tích gia, mà nhất là ở Hoa Kỳ, họ nói đó, nước Anh mà rời khỏi châu Âu đó là có nguy cơ suy thoái luôn. Bởi vì trong cái thời gian đầu đó, tất cả những cái hiệp ước mậu dịch với từng quốc gia là Anh phải thương lượng lại. Và Anh phải thương lượng lại cái việc mà mậu dịch với cả châu Âu nữa. Cái chuyện thương lượng lại đó thì Anh sẽ không còn nhận được những cái sự hậu thuẫn về vấn đề thuế má cũng như sự trợ giúp của châu Âu. Thì vào sáng ngày hôm nay, BBC tuyên bố họ không nhận được cái lời chính thức xác nhận từ bà Theresa May cũng như cái người mà họ mời muốn để trình bày cái phe đối lập của họ. Cuối cùng BBC phải hủy bỏ. Và ngày hôm nay, tòa án của châu Âu tuyên bố Anh Quốc có thể xin ở lại bằng cách tuyên bố Article 50, tức là cái tù chính án số 50 của Hiến pháp châu Âu. Tù chính án số 50 cho phép một quốc gia vì lý do nào đó, cuộc trưng cầu dân ý để rời khỏi châu Âu đó, thì Quốc hội Anh Quốc có thể sử dụng cái tù chính án 50 đó để nói rằng không, chúng ta sẽ không rời mà chúng ta ở lại. Thì ngày hôm nay tòa án đã đưa một cái phao cho bà Theresa May và kể cả những người nghi ngờ đó. Đó, nói bây giờ các anh có muốn ở lại không? Thì các anh cứ việc sử dụng cái tù chính án số 50 này nhé. Đó, họ nói như thế. Để bởi vì sao? Mọi người đều thấy đó, cái việc mà Anh Quốc rời khỏi châu Âu vô cùng khó khăn. Cho nên xem ra đó, thưa quý vị,
chắc có lẽ là anh sẽ ở lại sau mấy năm trời, nghĩa là thảo luận về vấn đề rời bỏ châu Âu thôi. Và thưa quý vị, quay trở về với những bản tin địa phương thì ở tại Colorado có cái vụ án là có một thiếu nữ 19 tuổi bị bắn vào đầu chết, nhưng mà hiện nay cái kết luận đưa ra từ phía công tố cũng như tòa án lại khiến cho gia đình của cô gái và dư luận rất là bất ngờ. Thì đây là hình ảnh của Natalie Bollinger, 19 tuổi, cư dân của Denver, Colorado thưa quý vị. Tháng 12 năm ngoái, Natalie được gia đình báo cảnh sát là cô đã mất tích. Thì mấy ngày sau, xác của cô được tìm thấy trong một cái khu rừng phía bắc của Denver và cô bị chết vì bắn vào đầu. Và trong người của cô, khi mà khám nghiệm tử thi thì cảnh sát họ tìm thấy một cái lượng lớn ma túy. Và khi mà sau đó rồi, sau khi điều tra thì cảnh sát bắt được một cái tên là Joseph Lopez, 23 tuổi. Y thừa nhận là y đã bắn cô gái, nhưng mà cái câu chuyện là như thế này, là vì Lopez đi lên trên Craigslist và y nhìn thấy một cái mẫu quảng cáo do chính Natalie đăng tải thưa quý vị. Cổ nói rằng cổ muốn mướn một sát thủ mà để bắn chết chính cổ. Wow. Thì hồ sơ cho thấy là cả hai đã liên lạc với nhau và đã text qua lại đến gần 111 lần thưa quý vị. Mà cảnh sát nhấn mạnh là Lopez không hề có một lần nào khuyên cô gái là từ bỏ ý định này. Và đến cuối cùng y đã lái xe đến gặp cô gái, chở cô vào rừng. Cây súng cũng là do Natalie mang theo. Thì để mà đổi lấy sự hợp tác của cái tên Lopez này, phía công tố đã giảm nhẹ án cho y. Ban đầu là từ tù chung thân thì họ đã đưa cho y cái bản án chỉ có 48 năm mà thôi. Tuy nhiên phía gia đình của Natalie họ không chấp nhận cái bản án này. Họ nói rằng Lopez đã hành xử rất là vô nhân đạo. Bởi vì khi mà nhìn thấy cái quảng cáo như thế và khi gặp cô gái và biết cô có cái ý định như vậy thì người bình thường phải là gọi cảnh sát, chứ không có mà đi bắn vào đầu cô để mà lấy tiền thật như thế. Và phía gia đình của cô cũng chỉ trích cảnh sát là đã giảm bản án cho Lopez mà không nói cho gia đình biết thưa quý vị. Chúng tôi vừa nhận được một breaking news, họ cho biết là có cả hàng ngàn email rất là nhạy cảm đã bị lấy cắp từ Ủy ban bầu cử của Đảng Cộng Hòa, thưa quý vị. Ủy ban Đảng Cộng Hòa Quốc gia, National Republican Congressional Committee, vào thời gian diễn ra cuộc bầu cử năm 2018 tháng 11 vừa qua. Cuộc điều tra đang được tiến hành. Họ nói rằng hàng ngàn những cái email sensitive, rất là nhạy cảm. Không biết được email nhạy cảm này như thế nào. Mời quý vị theo dõi tiếp tục các bản tin đáng chú ý của Little Sài Gòn TV trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì giữ nguyên băng tần 56.7 của đài, tiếp tục theo dõi các chương trình thường lệ của đài quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.